Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay đi với anh ba đi đánh lưới, mượn được mà chiếc mà tắt gán, rồi có lưới chứ này rồi mình đi đánh luôn nè. Rồi bắt đầu chuẩn bị đánh nè. Vì ông lại chiếc mũi trong tục. Lại chiếc mũi. Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Bác ba cũng có quen anh, không có cái vàng lứ, vỏ nữa để sẵn luôn. Bác ba mượn bác cháu mình chống ra cái cánh đồng này nè, để mình đánh một mẻ hai mẻ lứ kiếm mới cá về mình làm bữa cơm sáng. Giấc này cũng cả 10 giờ rồi. Để bắt ba bữa lưới. Cái dạo này nó ngắn quá bác ba. Dạo phải từ 3 mét nó mới có cái tùng được đó bác ba. Chúc mình kéo cho nó phê qua phê ra chú Út. Ta chở lưới luôn nội ơi, còn này nó không có chở lưới. Chở lưới là sao bác ba? Lên ta kéo lên rồi ta chở kéo đầu rỡ về nè. Là chì theo chì, đòi theo đòi ha bác ba. Quá nặng. Nặng. Nặng kéo không nổi nó múc dữ lắm. Tưởng đâu mắng cái vỏ này nó kéo vỏ. Cái đó phải thêm cọng dây nữa. Tột quái. Rồi sao ai chấm ai đây tôi kéo. Rồi 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 buông đi. Anh buông đi. Kéo tiếp chứ không được. Rồi. Này là ba chấp một hả? Mình em Út bên bển, bên đây là tới ba người đó. Giờ mình giục neo xuống cả nhà ơi, đặng mình chuẩn bị mình kéo lư. Chơi gì ba người chấp có một rồi. Chơi gì quá ngạt luôn. Ba chấp một. Chơi gì quá ép. Quá bà hả? Đi đó hả? Qua người đó. Mình. Chụp chạc cả nhà. Giờ vũ này
À. Đó, nhảy hết con cá linh ra. Dưới này quá quá trống. Được mấy con mà sao thấy em ru rồi. Chưa nữa. Vô mà. Đó không? Đó. Cái gì? Xuống. Đó. Đó. Con cá là được ha. Có cá chê Vinh. Không, hồi nãy nhảy con cá chê Vinh con. Không sao đâu, không sao đâu, không sao. Phóng phóng rồi, phóng à. Kệ nó đi. Nó không phải vậy thôi anh. Đó, đó. Vậy hả? Mái nhò Út chút nó mái nhò nhóc là có thể nào cũng có nhiều rồi đó. 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 Lên lên giỏ. Ồ cái túi rồi, cái túi bị ấy gì vậy? Túi rồi. Túi nãy nó bị lộn ngột rồi. Ngộn, bị ngộn rồi. Đấy. Nó bị dội đó. Bà quá. Đó, con mày Vinh đó. Đó quá. Giờ mình để bên nào có bên rồi mình dở dở bả bên cá chỗ qua bên hay sao các bạn? Dở rồi mình qua cái hạt cái qua trơn à. Dùng đi dùng đi. Bả quá hả? Đó, cá mày Vinh đó. Đó con. Bởi nhớ nãy có cá chè Vinh mà. Ừ, đùa đó lại đằng đó đó ông Sang ơi. Đùa hết rồi đó đi. Được coi được vài cá linh gì không? Mình không có rồi. Phải hãng dặn ba chiếc ra đục đậu ngoài kinh chờ sẵn. Vừa mới mẻ đầu mà. Coi chỗ nào em biết đất này không biết cho biết cái này chỗ nào. Ừ, có chỗ nào. Đi làm xuống dưới rồi. Đi xuống xuống dưới. Chút cái đất cái đầu đất cái à, ba con cá rô phi bự bự đó mình chút mằn ra mình hái ra mình bầm được không các ba? Cũng được chứ có gì đâu. Đâu dở lên thử coi. Được như không? Im chứ. Đây cả nhà.
cái gu phi khó à. Gu phi khó một cái nhậu. Bây giờ nãy mình cũng đánh xong một lưới, bây giờ bắt đầu tới lưới thứ hai. Thì lưới đầu chắc được cái này tầm khoảng dồn hết tới cộng hết luôn chắc cũng có 3 kg cá cả nhà ơi, không có nhiều. Mà hình như là toàn là cá rô phi là nhiều. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu mình xuống lưới đánh cái lưới thứ hai. Hy vọng lưới này thì cá ngon nhiều hơn, cá bự nhiều hơn. Ông lời trước ông Tùng ông dẫn được. Rồi để tôi lại trước tôi dẫn cho. Thì thường thường là bà con mình đánh ban đêm là nhiều, nhưng mà lưới thì ban đêm thì của ông anh đánh rồi, mình chỉ mượn được cái ban ngày à. Đánh ban đêm thì mát trời con cá nó sẽ lừng lên, đánh cá nó sẽ vô nhiều hơn. Chị nè, thở chị là nó đi đó. Hay ha. Hay lắm, con cá rầm rồi mấy ông thấy. Quấn lứa là có cá rầm này là quấn khỏe nhất. Mái cái giò mà ông kéo lên cái. Mắt nó vô mệt lắm. Còn cá lên kéo giò mình không á. Còn cá lên mỏ phóng chồm 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 kéo cái đĩ mẹ. Kêu ghét ha. Không có cá. Nó dưới lại sao nó bị cá phóng. Em lại em đứng đây hả? Đó. Cái miếng lưới này cũng nhỏ quá cả nhà ơi. Quá nhỏ đó. Cái này chắc nhiều hơn chuyến trước quá chú Út. Nó không nữa hả? Vậy là em cha này cũng có làm chuyên nghiệp rồi phải không Út? Quý lớn mà giá lớn một đúng không? Vậy hả? Vậy là ô cái này bỏng bỏng cái. Không quá trời. Thôi. Luôn 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 ngon sao. Nắm lưới này nè. Rồi, chẳng cái lưng dữ lắm chứ đâu phải. Chí này nhiều nha. Ôi, cá ngon nè. Toàn bộ vô phi không cả nhà. Không có cái gì lạ nữa. Không có cái gì lạ trên cả nhà. Ôi, giờ đây tôi bắt bàn cá đỏ mang trước đi. Rồi rồi. Tôi treo bên kia gì đó. Chút mũi kìa. Kìa treo trước chút mũi đó. Lựa ba các cô bị bự bự á, bỏ vô. Vừa tay cầm máy mà vừa tay vịn luôn cái viên chì luôn cả nhà. Cộng 2-3 chuyện. Cộng 2-3 chuyện. À, có các cá rô phi đằng này nó bự quá bự nè em. Đó 2-3 con đó. Đó.
cá đậu mang nhiều quá ha. Đồng này có đậu mang nhiều. Nhất ba tam gì ba cái quốc lưới nữa rồi sao hằng sao bác ba lưới nữa cái là mình à, dọt cũng cũng dữ lắm cá không có ít bắt có rung huy nhiều thôi một gỗ đó chắc tận ký gửi quá con. Dạ. Cái này nhiều hơn chín rồi, cái này quốc ba tam cũng chắc này ít luôn. Đó, mình làm mới đầu nó không sạch, chắc này nó sạch rồi đó. Có kỹ thuật lên. Con nhà cái bồng này đặt vô cá rồi. Hai lưới rồi cả nhà. Lưới nữa coi chừng gần đầy luôn á. Sao? Đâu, được nhiêu anh? Dạ. Anh sao? Nửa phần bê rồi. Tôi chở lưới với cái đó riêng cái kìa. Riêng cái túi nữa. Đây, 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 cho em coi cái rồi. Ba lưới cần ký. Còn em thằng Đặng có một con cá ấy. Ở đây nữa cả nhà ơi. Đây đây đây. Đây. Đó, ở đây là cái túi lên. Cá hơn cái đồng của mình xả. Ôi giời, nhảy gan cá cục phi. Cái bả này sau lưng quá nè. Đấy sau lưng chứ mít nữa. Đó. Đó. Rồi. Không biết có được mấy con, sao con nói cá bự mà sao không thấy gì trên. Cạn đề mới biết lắp chê hả? Bự được gan ơi. Mà con nhận đều thiệt. Có cái bi đều thiệt chứ. Lứa một. Lứa một. Lứa này không có cá đậu mang. Cái này cá chừng cá cái lô gì vậy? Ồ, nhiều chứ. Nó qua bên gấp đó hả? Lấy cái thùng luôn. Lấy cái thùng. Cá cái lô. Nè. Ba có thể lựa cá bự qua đó. Đi. Như là bầm đủ chưa các? Trời ơi, tôi đủ cao rồi các bạn. Bởi vì dân lưới không dính cái gì chứ. Có nguy không? Ừ. Cái huy giờ ở nhiều nơi. Nó thịnh hành. Ôi da, có lóc cái gì vậy? Có lóc. Đây. Một gỗ tủ lưng cung tính nha, hai gỗ rồi vậy. Đâu có hai gỗ trong phiên. Giờ mình về cả nhà ơi, nhúc cá tam là ba lứ là rồi xong. Giờ mình chạy vô mình ghé cái chỗ đang gỡ trả cái dàn lứ với cái vỏ cho ông anh. Thì vài hôm nữa mấy cái giớn này bà con mình cũng dở đem vô hết. Giờ
giờ ta cỡ này hết cá luôn à. Tại năm nay nước lên trễ mà lại giật sớm nữa, thành ra cá không có. Chứ mỗi năm mà nước mà xuống tới đầu gối mà dớn còn ngoài đồng nữa bác ba. Còn bây giờ chưa trơn là gì? Ruộng hết rồi. Mấy cái đồng kia quá bác ba, đồng này con thấy cũng thua. Hai vụ dưới. Dạ. Đồng hai vụ dưới nó có nhiều. Ở cái đánh cái đồng xoài là nước bột một ngày thôi, là cái lốc kiểu mình xịt đó, mình đánh để tôm đó. Một lưới một hả bác sao? Dữ gì? Mà lửa là cái không đó. Nó vô nó mở cái căn. Dạ. Nó cho đâu một cái lốc không gì đó. Dạ. Ơ chúng ngay bậy luôn rồi. Chúng rồi. À, cá không có lớn nha. Dạ. Về tới nhà bác ba, giờ bắt đầu bằng cá. Thì bên sông cũng có đâm dỗ quá. Phía xéo xéo bên đó đó, cũng có hát nhạc chút xíu nữa thì quay nó hơi ồn, cả nhà cũng thông cảm à. Cái này chưa, nhưng mà coi nhờ có cái bóng còng nè. Chị chẹt mình nó mát lắm. Giờ để bác ba niêm cá mình cũng bữa nay mình không có bầm mà mình xay. Cái này bên kia cũng còn hát nữa cả nhà. Mình không có biết bị bán quyền không, cũng không biết nữa. Thì giờ này cũng chưa rồi, làm ăn cơm để hồi nó bụng quá. Đám thiệt biết sao nói con ơi. Bữa nay mình cá chả mình nấu mình chua rau nhúc rồi, mình làm món một rồi. Thì rau nhút này sớm mình đi xuống gặp bà con mình trồng đang hái đó, mình ghé mình mua 15.000 một ký, này mua 2 ký thì nó 30.000. Thì cũng có đọt già đọt non chứ không phải cái nào cũng già hết. Chút cả cái tối vừa xin rau chua. Rau chua hả bác ba? Có tiêu con xay rồi đó bác ba, trong cái hũ á. Món này thì phải có tiêu mới được, tiêu nó mới ngon. Thấy vậy chứ hồi nó nở rồi nữa phải không bác ba? Thì bữa nay mình sẽ nấu cái món là cá chả nấu canh chua. Chua rau nhúc nhưng mà mình nấu cơm mẻ. Mấy hôm rày mình ăn canh chua chanh với me hoài. Bữa nay ăn cơm mẻ. Để ớt vô đây bò cái chắc nghỉ ăn. Mất chua mất cái được. Thì chút nữa mình ấy không ơi. Dầm uống mắm đi. Cái để đây đủ nước cay chạy không được. Chén nào mà được để nguyên chén khác. Ăn được buồn lắm đó. Buồn. Nhìn cái thịt của bộ nó nhuyễn nó dẻo hả bác ba? Thêm. Còn cũng mình mong cá luôn. Mà mình làm có nhiều à. Cũng hết. Nó nhúi chứ lên sượng dữ lắm chứ không phải ấy đâu. Sâu lên cái mình đưa rau nhúc vô cái là sao. Nấy rồi bác hai ơi, bác hai nó nhìn nó sao mình để vô ơi. Thì bắt đầu mình lấy mũ mình trắng trắng đưa vô không có trắng vô. Luôn chiếc này đưa là vô ngựng cục luôn à, không có trắng ra nữa nha anh hai. Này là phỏng lử đó ông ơi, nhà nha bà mở đó nóng đó, giờ mình cho rau nhúc luôn luôn hay bác sao. Rồi còn cái gì nữa, còn chờ cái gì nữa đó.
thấy không, thấy thèm chưa? Bắt loại kéo kìa. Thì cái giá mình nặng nặng xuống nghe không? Rồi bên đây ba cá, bên kia ba cá đi. Lại cái lại nguyên chảo dưới luôn khỏi bút vàng quá. Quá gì? Chị đó chị vừa đó. Chị đó. Cá lên. Rồi, ok, ok. Đó, rồi, em không? Đúng cho nó vừa. Đúng cái hơi héo cái được kéo lên. Chính qua cho nó dài. À, bưng kỹ nha con. Từ từ. Ừ, cái tiền đó. Để không đó, từ từ nó lại một cái là rầu đó nha. Dép dài nó cha ơi. Thôi ở nhờ nó cứng giò giò nó cứng. Một mà nó rung rồi nó buông. Dạ. Nó nắng đây nó bằng một cái. Rồi vậy là mời anh hai đồ xuống đi, mình chuẩn bị giao vô cái nhà đi, giao để ớt vô có niêm mà chưa đây. Dạ. Ơi thấy gì đấy, trong khi chờ đợi bác ba con với bác Sáu niêm rồi luôn. Rồi ông ơi, rau rác đầy đủ, rau bình chua ha, còn rai ông Năm ơi thơm. Cơm, trời ơi, vậy đi, cho cơm vô nữa mới được không ơi. Thôi giá gì đó ha. Ôi, đất đai đặt một cảnh đi, ông bà, ông cà, những ngày cảnh miên bữa nay. Anh em cũng mượn cái ti vàng lứ đi đánh được, con mớ cá về nấu chua mẻ, cũng làm lai rai. Thôi giờ, trước thì cũng mời ông bà về chứng kiến. Vì sao mời anh em góc làng quê nhậu. Ví dụ là cả nhà ơi, giờ mời cả nhà nhậu chung. Rồi coi như cá quay rồi xay vô vô cả nhà. 1, 2, 3 luôn, quay nó quá khứ là dai mấy em ơi, chưa dòm gì hết rồi. Coi như dòm bữa nay xin phép bắt dai rồi, thôi vô một cái coi cho nó đã, coi bác ba thôi rồi ngon không. Bữa nay ăn cơm bữa nha, thì cũng vô một cái quá rồi. Mình làm sao không muốn hả? Không được, không được, thôi giờ nghỉ bữa, cho phép nghỉ bữa đây. Gấp lòng mà gấp nguyên vậy nè. Anh hai cho nó dài. Dài mà không có xương. Không có xương đâu. Chứ mình lóc xương bỏ hết trơn rồi mà. Lóc xương bỏ hết rồi. Còn chú Út, chú Út bạn cho bò uống nước rồi chút xíu rồi chú Sa. Bò uống nước. Thằng lắm đó mới cho hấp miếng nước ra ông ơi. Cái gầu nhúc là nãy con trụng là vừa luôn đó bác. Quá êm rồi. Đó, hàng hóa lỗ một kêu nhúc. Quỷ hồn nhúc. Ừ, nó cầm thủy thượng, nó cầm ở dưới, nó cầm ở dưới. Gâu nhúc này là gâu nhúc mình nè, chứ không phải gâu nhúc Thái. Có phiên tám. Cái mùa nước về rồi người ta nước lên ruộng người ta mới chậm. Có đâu từ thật coi gì không? Có từ thật coi của anh. Cái đó của cái thằng ở nhà mất trên đó. Cái đó cũng con thấy chứ cũng đâu 5 công nhiều quá bác ba. Nhiều lắm rồi. Nhiều quá. Mà ngày nào con thấy cũng hái chứ. Ngày nào cũng đâu. Coi như thả nước nó nhờ cái dây chắc nước bạc nào. Nó không thấy sợ luôn, nó bò xả. Dạ. Chạy qua chạy lại thấy hàng mà không có bán. 15.000 con mua đó đó, 15.000 ký. Bữa nay mới được nhiệt ăn như gì. Quá đẹp thế. Quá ngon. Mình mới hái xong mình vô mình làm ăn liền ngon hơn chứ mình mua ở chợ là nó già, cái lá nó bị như nó hơi lâu rồi. Cái lá nó hơi xuống lá bơ xuống sắt. Mới thật. Nhưng mình trụng nhút vậy vừa đó. Thôi bây giờ nó ngon quá, giờ mình làm ly nữa anh ba. Anh hai. Sao? Vô. Có dấu. Sao còn sáng ăn cơm bụng ngon không? Ngon nhút. Vậy hả? Ngon rồi thôi, dám làm giúp đi, có kể tình ta. Nói dối mà. Bữa nay, anh trai, hiểu trong mình nè. Cũng tội nghiệp đi mà bỏ thuốc theo. Anh bố tử. Vậy hả? Bố tử chưa lọt mà cái gì mà sợ. Anh mà bố tử lọt cái mình ở nhà luôn. Chứ còn cái gì nữa mà không ở nhà. Tới kiện luôn. Ba ớt này ngon quá ngon. Nói chơi thì nói vậy. Nước này cái căng lưới ngang rồi, dính rồi. Dạ. Chỉnh chuẩn nước chuẩn rồi nè. Cái đồng vậy rồi bác hai hôm qua văng rồi coi dính cái chốt bác hai. Cái chốt rồi thấy sợ tạ. Mà có dính không bác hai? Có dính là da. Dạ. Người hết trơn nhưng cái dạng lưới đó
được có 5 6 con nè. Rồi vậy, vậy là cái đồng này ít cá chốt rồi. Rồi vợ lửa ra bắt đầu khó quá thôi, đất ngon ngọc. Dạ. Ngon lòng chứ. Chứ có chốt như vàng. Nó đã về nước không? Không thấm không, chỉ để chân có mặt thôi. Không có để quậy động. Không có đâu. Không, em thấy hết, thành ra em phải gấp bên đó đằng em ăn. Nhúc mình phải chấm vậy nè cả nhà. Mà cả nhà. Giòn. Con nhúc gì ăn nó giòn ha. Chín nó dai quá phải không? Dạ. Vậy là dừa đó phải không bác sao? Nó trụng vô nó hơi chở màu cái là mình gấp để lên trên là dừa. Ừ. Nó giòn. Kêu nhúng nó mà. Nhúng mà. Ồ đắng vậy nữa. Ông làm sẵn hết trơn đi rồi ông trụng nước sôi vô là ông ăn. Cái gì không biết, cái cơm mẻ của tôi là tôi bảo đảm chua. Mẹ của anh ba là ok. Chăm chăm. Không mặc mặn thấy. Tôi vô bác ba ơi. Vô. 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 Ông vô mà ông đẩy một phòng cơm mà sao ông vô cỡ. Đụng ở bên đi cha. Vô. Thì vấn này ở cái đám dỗ người chăn cái cây cầm nữa đó. Cái này cũng tan khách hết rồi. Thì sớm mình về mình mặn cá xong rồi rồi xay cá bầm cá cũng không có quay được. Làm mạnh quá rồi mình phải nhường. Rau nhút ngon quá. Phải vô một hai chục con cá chốt gì nãy mình kho thêm cái kho tiêu mình ăn cũng ngon đó mà ngay. Không có nữa. Có cái lòng tông kho cũng được nữa con ba mà không có luôn. Không có cái lệnh mà không có cái thiểu luôn. Dạ. Cá lòng cá đông cá thiểu cái đợi rồi bữa hổm nó vớt vô lứ thịt trơn rồi vô dớn. Dạ. Rồi đất cơ nhỏ nhỏ chút 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 bằng đầu đũa không ăn gì nó đẩy cho mày hai ba khạp mà còn cái gì. Dạ. Cái hè nó bủa da dớn đó. Ừ. Thì lúc đó chắc cái nước nó còn còn chảy vô á bác ba cái nó mát á nó đi chảy hết trơn cá luôn. Mới tượng tượng đó, mới mở mắt ra đưa vô cái hòn nó ủng. Sớm giờ bác cháu của mình ăn cơm cũng xong rồi. Giờ làm một hai ly nước trà rồi mình về. Ly này cho nó nước ăn gan mà. Từ trên dưới luôn thì để cho nước cũng năm ơi. À, ngày mốt là lúa của ba mình cắt à, chắc mốt ở nhà mình đi đào chuột quá. Dạ. Đó đi hả? Chắc có mà. Dữ lắm à. Dạ. Chắc là cắt ra xong cuối cùng đó là có. Dạ. Bữa nay cắt nè, cắt hết nước trời có nhiều đó hả? Dạ. Thôi cái đó là tại vì cái ly đó mình kế bỏ chứ mình đâu có để xài. Một cái hả, giải cài một cái hả. Nó ngộ vậy. Đẹp ơi, nó nhảy lao sao nó vui biết mấy mấy cha ơi. Thầy nó cắt vậy, chuột ú không ta? Đã luôn á. Chuột thì nó ú mà con mà con nghĩ chắc vụ này chắc không mập đâu. Do quay vô bắt này rồi không mập nói. Ừ. Có ở trong lúa mà cá gì. Nhưng mà cũng mập. Được chứ không có. Dạ. Còn chùm lên mà chèo đợt đây có ăn cái gì đâu. Đây sắp lên là nó thiếu chất mỡ rồi. Dạ nó không có mỡ nhưng mà con chuột nó không có ốm. Nó không hết. Dạ nhưng mà nó không mỡ gì thôi. Mỡ da không có. Không có đâu. Hôm nay bác cháu của mình cũng làm cái món là cá mình bằm mình nấu lên chua rau nhúc. Ăn cũng nói chung sớm giờ con cũng 4 chén đó bác ba. Ừ, ngon ha. Ngon. Tao cũng mấy chén rồi. Húp vô cái nước cơm mẻ nó chua chua ngọt ngọt ngon quá. Không có nói nào nói ngay phải không? Đó coi như nhờ cái sức lao động của mình. Mới 3 lần thì trong đồng quê có trái chứ. Dạ. Đó bắt đầu bắt làm. Bắt mấy chút mấy nấu nồi cơm vô lên mình ăn nó ngon. Còn ở nhà cái đó thì coi như là đâu có lao lực mà nó xuống cơm đó coi như là làm như tôi à, tôi mập ụ thấy không,
nhưng mà bộ hơn bò trang chú thôi chứ không có ai. Bây giờ quý cô chú anh chị và tất cả các bạn cho mình xin phép kết thúc video đây, mình hẹn lại video ngày mai cùng đồng hành với bác cháu của mình. Rồi bây giờ mình chào cả nhà luôn, chào bác ba. Chào cả nhà.